đám luôn. Con tay đó, y chang một con tay. Có 3 tháng sẽ ra là một siêu phẩm. Một bàn tay 7 ngón, đếm đủ 7 ngón này. Lên ở đây tới rục rịch như đầu đạn luôn. Tới kia nhộng đầu đạn. Nhộng đầu đạn. Dạ. Đẹp quá. Nhộng tháp á. Lên rí như cái tháp đây. Nên nó có những cái sớ nhìn đẹp quá ha. Dạ. Cái sớ. Nồi nhìn anh nồi. Quá đẹp luôn. Nó rục rịch nhỏ đây, nó ra cái đuôi. Này là giống dáng con gì ta? Lúc mình mua là nó sẽ như vậy đó. Như gốc này mua bao nhiêu tiền? Tiết lộ được không? Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi vào một khu vực mà gần như là lần đầu tiên thấy ở Sài Gòn có này. Toàn cũng là tre hết nha. Đây họ trồng những cái gọi là một cái môn nghệ thuật mới là tre bonsai. Thì vừa rồi mọi người xem cái buổi mà hồi xưa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấy, tiếp ông Tập Cận Bình, thì mọi người thấy là một cái tác phẩm tre đó, giống như ngoại giao cây tre đó. Thì ở đây cũng có cái dạng những cái tác phẩm gần giống vậy. Đây là Nam nè, đó là chủ. Tạm gọi là ông chủ đi, ông chủ của vườn tre Kiển. Những cái tre này mình bứng ra đâu về mua sao? Cái này thì em nói chung em sưu tầm mọi miền. Sưu tầm tất cả mọi miền đất nước luôn, đưa về đây. Cao Bằng, thì Nghệ An, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Ninh Thuận. Nên là mình phải cắt công mình đi hả? Nhiều lúc mình cũng có đi, nhưng mà nhiều lúc anh em họ gửi. Mình có những cái group nào để chia sẻ hình ảnh không? Có. Những cái group. Ví dụ như họ có hình ảnh đẹp thì họ chia sẻ lên đâu để mình biết, mình tìm tới. Những anh em phôi thủ thì thường họ phôi gọi là phôi thủ. Là những người đi khai thác, anh em khai thác gọi là phôi thủ, là khai thác những cái cây gọi là cây ấy mà không chuyên về mảng này, tạm gọi là những cái cây thô đúng không? Những cây có cái dáng như cái phôi. Cái phôi đó. Như là trong gốc tre nó có những cái này gọi là những cái phôi ha. Dạ, những cái phôi. Lúc mình mua là nó sẽ như vậy đó. Như gốc này mua bao nhiêu tiền? Tiết lộ được không? Nó là một cái bộ môn tạm gọi là bonsai mới ở Việt Nam đấy nha. Kiều mà mới vào thấy là quá trời. Đây, cái này mà đẹp nè. Nhìn giống như là cái này là hoa văn nè. Nó hồi tới con này. Đây là tre ngà. Nhưng mà nó lại đột biến là một nửa bên này nó lên cành xanh. Một nửa bên này nó sẽ lên cành vàng. Đây anh đột biến ha. Nó giống thuộc dạng như đột biến đó. Một nửa thân bên này nó vẫn vàng, một nửa bên này nó vàng, một nửa bên này nó sẽ đặc biệt ở trong này thấy mùi thao giống hoa văn, nó giống như một cái bức tranh vẽ sẵn. Từ đầu đến cuối luôn. Nửa này nửa kia. Nhìn đẹp quá ha. Dưới góc thì có rêu xanh. Anh Hồ thấy con nào giống vậy chưa? Con tê tê hả? Em chưa nghĩ ra con gì hết. Hồi nãy em nói con sâu, anh Hồ nói con tê tê. Nam nó là giống ở trên, giống ngà voi. Đợi thời gian nữa coi nó hình thù nào. Tác phẩm này em vừa rồi em tính là đem đi trưng bày. Cái chi văn Hà Nội, nhưng mà thật ra nó vừa rồi dính bão đây là hiện tại bây giờ là đang lễ hội festival đang diễn ra này, khai mạc từ ngày 10 chiều ngày 10. Nghĩa là tính đi Hà Nội mà bị bão số 3 ảnh hưởng, đó là chưa em này chưa xuất hiện được ha, tạm thời ở đây. Cái này là ra dáng trái tim mà đúng không? Dạ. Ở dưới đây cũng một trái tim. Từ lúc như một cái tháp rục rịch. Tháp chạm. Tre mà nó như mắt mà nó dài như cả gang tay thì bình thường hả? Như cái phôi. Cái phôi đó. Như là trong gốc tre nó có những cái này gọi là những cái phôi ha. Dạ, những cái phôi. Lúc mình mua là nó sẽ như vậy đó.
Như gốc này mua bao nhiêu tiền? Tiết lộ được không? Nói chung thì cả một đồng. Một đồng à? Một đồng là nhiêu? Triệu. Triệu à? Có cây cũng vài trăm. Có cây thì triệu hai ba triệu. Người tùy tùy theo mỗi cây, mỗi mỗi thế gian. Đặt ra mình hỏi cho thôi mình biết là cái giá trị đâu khi là nó nằm ở cái người chơi. Giống như chơi đồ cổ, có món mà những người mà bỏ ra thậm chí là tiền tỷ để mua, nhưng với người khác nó lại không có giá trị. Có người thấy đẹp, đồ cổ sưu tầm, có người khác thì thấy bình thường. Như con giống chơi Jeep Bo rồi đó. Một trong những con độc lạ. À, nó độc lạ ha. À. Chứ đây là lũ nó rụt rịch nhỏ 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 này, nó ra cái đuôi. Này là giống dáng con gì ta? Anh suy nghĩ ra rồi đây. Nó giống cái con gì chưa thấy đó. Giống như nhìn xa xa thì nó hơi giống một con sâu á. Con sâu như thế em thì nó giống con gì đó. Khi phải có gợi ý mới... Tại đến bây giờ thì nó cũng chưa được hoàn thiện nên là cũng chưa đặt tên được cho cái tác phẩm này. Dạ. Nếu hoàn thiện thì nó giống con gì? Nếu cái vòi đó thì giống này giống như là cái vòi voi ở trên cái đầu này thôi. Mình một phần đó, đúng không? Dạ. Nó rụt rụt. Còn nhìn của mình thì lại giống con sâu, ở trên giống như con sâu đo. Còn trên này thì giống con voi. Ở đây, mình đang có những cái con sáng ốc. Ở mọi người thì ở đây là nói chung là mới nhìn vào thấy cái nào cũng đẹp hết. Cái này người ta gọi là trong cái tre anh em gọi là ốc. Ốc ha. Xoắn ốc. Xoắn ốc lên. Thường là tre mình thì thẳng thôi. Mắt nó dài. Mà chuyện này mắt nó Là mình mua người ta gửi từ khắp nơi đưa về đây để mình tạo dáng ha. Mình để từ lúc mình có phôi ra một cái thành phẩm, ra một cái sản phẩm, tác phẩm thì mất bao lâu? Như nóc này là đã cỡ một năm rưỡi rồi. Năm à, lâu dữ rồi. Dạ. Cũng công phu dữ rồi. Những như bệ này cũng là một trong những bệ đặc sắc của vườn. Nhìn qua thì thấy cái lá nó nhỏ rồi là giống như tre gai hồi xưa. Nhưng bây giờ anh thấy nhiều cây tre lá rất là to nha. Dạ. Tre lá to đó là tre lớn mà nó. Tre ăn măng á. Này nha. Đây đều là tự nhiên hết. Dạ, tự nhiên. Này nó gặp bất lợi rồi nó đi. Dạ. Nếu ngàn như nó gặp cái cục đá thì nó lạng qua. Dạ. Này là tạo hóa của tự nhiên. Thì nó kẹt chỗ này nó lượn chỗ kia. Này là tên nó tác phẩm này là bệ kiếm. Anh để mấy cái bệ kiếm, cái bệ mà để gác cái kiếm. Gác kiếm lên. Là phải, nói chung là phải có con mắt nghệ thuật mới nhìn ra được cái dáng rồi đặt tên cho nó. Nghĩa là mình tạo hình của nó là mình chỉ có tạo được mấy cái tán này thôi. Những cái tán này thôi. Chứ còn mà dưới cái thân như vậy thì mình không tạo được. Cái này là ra dáng trái tim rồi đúng không? Dạ. Ở dưới đây có một trái tim. Thì từ lúc mua tới giờ là bao lâu rồi đó? Cái này 8 tháng rồi. Cái này mình cho mấy em rồi gọi là xinh đẹp tới check in rồi chắc bán chạy ha. Tiêu Ngọc Trinh rồi xuống chứ. Nửa tháng nữa là hoàn thành. Nửa tháng nữa là mình có thể là mình tạm gọi là xúc xúc vườn. Dạ. Xúc vườn bán thành phẩm. Dạ. Cái này hợp với giống như là những người mà gọi là thích trang trí ở trong sân vườn nữa ha. Không ai cả. Có sân vườn. Rồi thậm chí là trong phòng, ngay nó có trong phòng nhỏ mình cũng có thể là có những sản phẩm để trưng bày luôn. Dạ. Trang trí có luôn. Có những cây mini. Những cây mini đây nè, cái nhà. Những cây nhỏ như vậy thì có thể là trưng bày trong phòng khách luôn. Nhưng mà trong phòng khách thì có cái là nó thiếu ánh sáng thì nó sống được không? Không, cái này thật ra thì cứ phải là từ
5-6 ngày là anh phải phơi ra ngoài nắng cỡ 2-3 tiếng. Là để trong phòng vẫn được. Dạ. Nhưng mà là khoảng 5-6 ngày phải đưa ra, ra có ánh nắng. Dạ. Còn để luôn trong phòng không có ánh sáng thì cũng không được đó nha. Đây em cũng có một vài mẫu trái ngà. Trái ngà ha. Trái ngà mini. Dạ này. Trái ngà mía. Giống cái mía ha. Đó, mọi người thấy cái này giống cái mía nè. Đó. Nhìn gốc thì chắc là giống cái mía luôn. Như tác phẩm này là cũng một trong những tác phẩm độc đáo à, cái này hả? Đây anh Hồ, đây này, tác phẩm độc đáo đây nữa nè. Tới chim ngưỡng chứ. Đây, có dưới này lên một phần. Lên tới đây bắt đầu nó uống. Uống, uống ngang ra đây. Ngang vòng đây. Lên nó sẵn một cái như cái chóp nón luôn, sẵn bồng từ nhỏ đầu nhỏ dần lên tới đây cái đỉnh. Dưới này thì ra một cành đây, lên đây đụng đây gập xuống bay lắc ngược lại. Chúng đặt tên chưa? Chưa, cái món này nó chưa hoàn thiện nên là cũng vậy. Này nhìn giống như rắn uống lượng. Phải mèo mới làm được. Cái gì cũng phải mềm. Tác phẩm này một trong những tác phẩm cũng dạng là hàng đẹp. Đây gọi là trái gì quên rồi. Trái ngà. Trái ngà. Cái này cũng dáng đẹp luôn. Nói chung cái nào nãy giờ cái nào có thấy cũng có cái hình thù độc đáo. Nhưng mà có con mắt nghệ nhân họ mới nhìn ra những cái hình dáng mà họ đặt tên cho nó chính xác. Mày gặp lên tới đây bắt đầu gặp xuống nó rồi rụt rồi từ đây đổ đi một mắt như vậy chỉ có 2 cm thôi. Đó chưa ăn vậy đặt tên chưa tại những tác phẩm này nó đang trong quá trình hoàn thiện nên từ từ mình sẽ nghĩ mỗi cái tác phẩm như vậy. Vừa nhà nãy đó kia mình thấy là giống con sâu nam mình nó là cái ngà voi nó chắc. như cái này đây một bàn tay bảy ngón. Em khui ra cho các bác chim ngưỡng. Đây này quá độc đáo luôn. Bàn tay đó y chang một bàn tay. Cái này hẹn các bác phải có 3 tháng sẽ ra là một siêu phẩm. Một bàn tay 7 ngón, đếm đủ 7 ngón này. Thất chỉ. Không phải. Trong bàn tay này là bàn tay có thể là của mỹ nhân nhưng cũng có thể gọi là của phù thủy. Cũng nhiều anh em hỏi em giao lưu nhưng mà em hàng này thường em để lại cũng sưu tập. Nhưng là của quý đúng không? Dạ. Giấu. Hôm nay mới tiết lộ. Là con em vịt á, em vịt nên như con mắt bị sao ta? Con mắt nó bị sao nó không thấy đường. Đi lạc qua đây cũng một trong cái bàn tay này nhưng mà bàn tay này nó không được vượt mà một trong những con này cũng tạo hóa. Dạ mấy con này là cũng đang phôi đang phôi ngoài rừng anh em của Tây Nguyên. Phôi này từ Tây Nguyên đưa về hả? Dạ. Là ban đầu là từ những cái phôi này, những cái thô này, những gốc tre thô thành những sản phẩm. Đây, mới đầu về là nó sẽ như vậy đó. Thì có hình thù như vậy. Rồi mình mới bắt đầu với trồng lên cành nhánh rồi xong mình mới tạo tác theo. Như cái bộ môn gọi là tre bonsai này như mới có ở Việt Nam thôi đúng không? Dạ thật ra thì anh em chơi tầm 3 năm. À 3 năm cũng mới. 3 năm 4 năm thì nó phát triển là từ cái này cũng cỡ 2 năm đổ lại. Cái này nhìn giống như con sấu kỳ đà cái sấu gì nói chung là giống bò sát á.
nãy giờ lần đầu tiên mình với Nam đây là mới gặp nhau trong một tác phẩm đặt tên gần giống nhau, nhìn nó giống hơn, giống như màu sáng cũng như những trong những cái con sáng vừa rồi sáng tới 3 vòng cũng bị kẹt trong trong đá này. Ví dụ nhân này, ví dụ như là để mình giới thiệu luôn, để mình mua cây phôi này trên khắp một miền đất nước, ví dụ người khác, những ai đó họ phát hiện ra những cái gốc tre có cái hình thù độc đáo thì họ làm cách nào để họ liên hệ mình để họ bán cái đó cho mình? Em có số Zalo hay là có cái group Zalo gì? Của em là 0931 559 792 đó, mình sẽ note cái số điện thoại lên cái nhà, ai có phát hiện được những cái gốc tre, những bụi tre có cái hình thù độc đáo thì có thể liên hệ Nam để mình bán. Bởi vì phải qua bàn tay của tạm gọi là nghệ nhân đi, đó mới ra những cái tác phẩm đẹp mắt được. Tây tán. Đây như là mới nhìn vô thì nó giống như là cái bụi là củ gừng chứ. Ở đây thì là giống giống cái con hơn nè, đó, đây giống con vật hơn nè, nó cái đuôi nhõng nhõng lên nó chưa đặt tên luôn. Nếu mà tác phẩm mình đã chọn bên trên rồi thì cái mục măng này chắc là mình sẽ bỏ lấy sau. Có thể mình nếu mà ra được dài nữa mình sẽ bóc những cái này ra, bóc ra thì có thể mình cắt đầu ra khúc ngoài này làm giống như chân vậy luôn, mình tạo thêm chân cho nó, biết đâu lại ra cái hình thù nữa giống như một cái con gì nhiều chân đúng không? Nếu mà sau những cái này mình cái tre này mình có thể thay đổi cái tán luôn này được, mình có thể mình cắt mấy cái này xong mình không thích nữa mình bỏ rồi mình lấy cái này đó mình sẽ tạo lại cái tán cái kiểu đó. Đây quay đằng trước giống thành một đợt. Đây cũng đây. À. Con rồng. À. Sông Long em á. À. Nhưng mà cũng chưa có rõ lắm đúng không? Dạ. À, đã thấy là quá trời tác phẩm rồi. Nên là chắc là phải quay nhiều video mới hết nội dung này ở nhà. Anh Hồ đây là, xin giới thiệu mọi người là anh Hồ đây là ban chủ ban thích trồng cây nè. Đó. Đây, như đây cũng là một con lông, hai dáng đi làm lại. Con này em chơi được 2 năm rồi, gần 2 năm. Lâu dữ ha. Cũng chơi gần 2 năm rồi em phá đi làm lại, thay lại một cái chậu mới cho em đó rồi. Lúc trước là cái tám bên này đây. Em được cắt bỏ rồi, giờ em lại lên một cái tấm mới rồi, đang lên một cái mầm này, cái con này cỡ 1.5 tháng nữa là sẽ hoàn thiện, cũng là một con long đây. Mỗi mỗi tấm này tùy ông khách sang hay ấy là tùy con mắt của người mua nãy đó rồi. Người nhìn... nãy nó là có cái phôi không mà đã mua bạc triệu rồi. Giống như đồ cổ vậy đó, có người dám bỏ ra tiền tỷ để mua những cái món mà người khác đó khi nó hơi quá cho không không lấy. Có một ông ở đây nữa, nhưng mà cái này là đang chờ lòng họ. Chung hơi thiếu mất một váy đúng không? Dạ. Bởi em có một tác phẩm là ba chân đều nhau. Đã giao luôn. Mất có phúc lộc thôi, thọ thì hơi nghiêng xíu. Như một cái bài như vậy. Cũng như một trong những cái bài đẹp. Đây là những cái bè. Ở đây nó dẹp từng tre mình là nó sẽ tròn hết. Như vòng vòng đây, nãy giờ anh quay là đa số là tròn là nhiều. Nhưng mà ở đây cái bè này nó dẹp mà ở trong này ra nó lại ra đôi nữa. Một gốc hai thân. Dòng này là dòng đang được anh em thịnh hành về cái lá.
lá rất chi là đẹp. À, lá đẹp quá ha, nhỏ nhỏ nhỏ. Là cũng trai gai đó. Dạ, trai gai mình luôn á, đây, hiện tại gai đây luôn. Là em nhìn vào cái lá là em biết là ở vùng nào luôn hả? Dạ. À, hay chứ biết ở Ninh Thuận cái nào, Ninh Thuận cái nào, Nghệ An biết luôn, cái này là Nghệ An. Đó, đó là trong trong vườn em thôi nha, chứ còn mà những cái vườn khác của anh em khác thì cái vấn đề đó em không dám chắc ăn. À, cái này mình... trong vườn mình thì mình biết đúng dạ. không? Dựa vào kinh nghiệm của mình đúng không? À, cái này Nghệ An hả? Cái này là cũng một trong những bệ đẹp. À. Em cũng chưa hoàn thiện được nên là cái bệ thì nhìn nó bề thế ha, nhưng mà mấy cây nhỏ nhỏ thì để trưng bày trong phòng cũng rất là đẹp tiện. Như đây là một trong những con cũng hàng xuống tầm á. Như hai anh suy nghĩ đây giùm em đặt em cái tên tác phẩm này em chưa có tên. Chắc kiếm này em mới thuê một người vô chuyên mang sách vở vô đã ngồi chép lại xong suy nghĩ đặt cái tên gì. Bây giờ chưa biết, ở dưới đây là một cái cũ của nó, lên đây bắt đầu nó nhỏ từ từ mà nó rụt mà. Dưới này dùng 3 phân, lên đây còn 2 phân rưỡi, 2 phân, lên đây còn 1 phân rưỡi, biết lên đây chỉ còn 1 phân thôi. 300 cây. À, cái này là mấy trăm cây là cái loại này hả? Dạ. Tạm gọi là sao? Một tán hả? Cái này là ta kêu là nhộng đầu đạn. À. Cái củ nhộng lên có à. Thường măng người ta lên là lên phát triển luôn. Còn cái này từ cái củ nhộng, củ măng á, lên ở đây tới rụt rệt như đầu đạn luôn. À, ta kêu nhộng đầu đạn. Nhộng đầu đạn. Dạ. Đẹp quá. Nhộng tháp á, lên riết như cái tháp đây. Nên nó có những cái sớ nhìn đẹp quá ha. Dạ. Cái sớ này. Nồi nhìn anh nồi, quá đẹp luôn. Đồ đạn hả? Dạ. Giống cái nón của linh thú ngày xưa. Những cái này đây, trong này cũng đẹp đây. Cũng là cây hai thân á. Đây là cái gốc gọi là tạm gọi là tiễn biệt các em này. Các em đi về thế giới bên kia. Cái sân gốc đó là sau này em sẽ gom lại để làm biếu. À, làm thành những sản phẩm khác. Cái nhà đây là một cái gốc sân ốc mà nãy nó gọi là đã ra đi rồi, nó có tỷ lệ tử vong nó cũng cao lắm, nên là làm ra cái này cũng là công sức dữ dằn lắm chứ không phải đơn giản. Đây là cái góc